xào. Nay mì xào. Mì chay hả? Trời ơi, cải ngọt. Cải ngọt. Ba lỗ cải ngọt. Dạ. Ghê củ cải đỏ, sắc nhỏ nhỏ xào. Với tàu hủ. Hủ chiên. Đây là thịt nạc với thịt ba gọi. Để đây luôn. Nhà già ở quan mở thì mua miếng. Nè, à, có mì nữa không? Mì xào với mì. Đây cái này ngon nè. Ừ. Tiếu. Bún gạo. Bún gạo hả? Đây là bún gạo đây. Bún gạo. Tiếu xào mì vô nữa. Ủa sao mua hai gói mì đó hả? Hai gói mì của mẹ ăn chay qua còn nó xách ra nó lỡ thiếu mì trụng luôn nó có công bắt nước nhiều quá. Cộng này bún hả? Bún gì? Gạo. Bún gạo sao giống hủ tiếu vậy? Ừ, gạo này. Gạo nó mềm hơn hủ tiếu. Hả? Bún gạo này mềm hơn hủ tiếu không? Mềm. Dai hơn. Dai hơn hả? Dạ. Này sao dai hơn? Dở. Cái lá dập mà có ghe rồi nè. Thank you.
rồi nó mới sạch, rồi sao ông bỏ mấy miếng muối vô ngâm. Rồi bỏ vào đâu, cắt ra ngắn ngắn vậy đi, rồi xong rồi ngâm nước muối lại. Cắt đi mày, rửa mà cắt được không? Cắt vậy đó. Lần đầu cắt vậy đó. Rửa rồi cắt. Ngắn ngắn chút vô, sợ với mì. Ngắn gì mẹ cắt nữa. Bỏ vô đây. Miếng nào bự cắt ra làm đâu, xào cho nó nhỏ nhỏ vừa con mì lộn đi ăn với nhau. Miếng này cắt làm hai.
cái sắp xào. Ba này mình làm còn miếng mỡ. Cái nước đi luộc xong thì xào này, bắt lên bếp củi. Thịt đang luộc, nay luộc bằng củi. Chúng tôi luộc xong về mà sắt luôn. Hiện tại thì là ở dưới quê thì nhưng mà nó cũng ảnh hưởng cơn bão rất là nhiều. Hôm qua thì mưa là mưa suốt luôn, mưa nhưng mà mưa nó không có lớn. Và hiện tại thì giờ cũng là 10 giờ 11 giờ rồi mà các bạn thấy không, trời nó vẫn như là buổi sáng vậy đó, âm u như thế này nè, mà trời rất là lạnh luôn, sáng là lạnh cống người luôn. Ông vào đây. Sưởi ấm luôn, nóng kinh khủng. Mười một mười hai giờ trời còn lạnh. Sắc thịt, cho sắc thịt nó hồi xào. Xào với mì. Và sắc thịt này nó phải. Chín giờ thịt này chín chưa? Chưa chín mẹ ơi, chưa chín. Vậy mà chín chín hả? Ừ. Miếng này chín thôi. Mẹ miếng này mẹ thấy còn máu rồi á. Thì luộc lâu quá trời chứ chín. Chín giờ nó ăn sống được. Này xong rồi ướp vô đập tỏi rồi ướp xào. Luộc cho nó săn ba cái nước. Nước chia sôi à? Dễ xào.
nồi lên với đổ ra. Gọn về để chiều ăn, xào ăn cũng được. Giờ xào đủ ăn cử chưa? Đây luôn, rồi lát xào lại. Giờ lấy cái nước rồi nột mì luôn. Không đưa mẹ cái thao không đi, được rồi. Giờ dớ ra lấy cái thao, cái ấy xong rồi nột mì luôn, nước sôi nè. Để này nột ba cái mì kia có nhiều lắm. Rồi, nhắc cái mì nữa nó mềm. Cũng sơ hả? Cũng sơ thôi. Khi mẹ ăn cái này mẹ ngâm cũng được. Chẳng có nước sâu thì cũng vô. Rồi, nhắc xuống. Sử dụng đổ ra, vớt ra rửa. Rửa dài quá thì cắt lỡ bớt. Để lâu quá cái nó hết dài. Thì ngâm cũng được, lúc trước ăn ngâm. Giờ sẵn có nước sôi cũng. Còn lộn cải cũng không có sao. Nước còn cải. Giờ đổ mì nè. Đây nè. Này còn nào dài quá không cắt ra. Này rửa lại mì. Đây. Là công già thì cắt ra. Nước lạnh vô rửa lại. Tàu già mà cắt ra nè. Cắt đi dễ gấp. Đây. Để nó dài quá lấy kéo cắt cũng được, mà lấy dao cắt cũng được. Đây. Ngắn ngắn. Đây. Rồi vớt bỏ ra gỗ. Dài quá khó gấp. Xào nó đều rau đều thịt. Họ nó xào có củ cải này vô đẹp lắm. Xanh xanh đỏ đỏ. Thì cho nó ráo rồi mình xào cho nó nóng. Vừa tính tới mì thôi để nó mềm. Đây làm gì? Sao thật? Sao thật? Sao thật? Sao thật? Sao thì mốt ra ăn nhiêu ăn còn nhiêu chiều sợ. Cho tỏ thì cho tỏ nó thơm đi.
bỏ vô. Rồi tàu hủ bỏ vô luôn. Nhà bỏ vô xào lại nè. Bỏ vô cục gạo vô xào trước rồi tới. Bỏ vô xào chín xong rồi mới bỏ cái này vô cho nó nóng thôi, cái này nó chín rồi. Thì xào xong rồi hả? Xong rồi. Làm gì đó thì nó vẫn vô. Làm gì vậy? Cho con lặn đi. Này đem về ăn chưa? Vừa ok, lấy ra cái đĩa mì của mình đã xào xong nè. Hấp dẫn ha. Thử miếng nè. Mời các bạn nha. Vừa ăn. Cái này khỏi thêm nước chấm.
Mấy này cũng rất là dai nha. Cái ơi, bún bún gạo cũng rất là dai. Cái này các bạn nên nêm vừa ăn luôn để các bạn khỏi thêm nước chấm. Này mình nêm vừa. Bạn khỏi thêm nước chấm cái gì bạn thôi, rất là ngon. Nó như bờ mùa mà trời bão ảo thì rất là lạnh đó. Ăn cái này nóng 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 nó dễ ăn. Okay, đây là món ăn rất là dễ làm à, ăn vào những cái mùa mà lạnh lạnh đó. Ăn này nó nóng nóng rất là dễ ăn. Ok thì video của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.